Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đèn Hoàng Gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn led tường trang trí trong nhà. Mã sản phẩm của nó là DTHDCT0012BK. Thì BK ở đây là black, màu đen. Còn ngoài ra nó còn có màu VKH, tức là white, màu trắng. Thì ở đây là mình đang giới thiệu màu đen. Thì mẫu này nó có hai màu vỏ là màu trắng và màu đen nhé. Ánh sáng của nó là ánh sáng màu vàng, công suất 12W. Tiêu chuẩn IP là tiêu chuẩn IP22, lắp trong nhà thôi, nó không lắp được ngoài trời nhé. Đấy. Khi lắp đặt thì mình sẽ lắp như thế này. Đây là cái đầu, cái sừng con hươu. Đấy. Mình sẽ lắp đứng lên. Nó có thể làm đèn trang trí, đèn ngủ ở trong nhà để gắn tường. Đấy. Rất là phong cách nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ thử cái màu ánh sáng của đèn nhé. Đây là ánh sáng màu vàng của đèn. Thực tế của nó là mắt thường mình nhìn thấy nó sẽ sáng vàng hơn là cái qua camera này nhé. Qua camera thì nhìn nó hơi ngả trắng. Đấy. Thì mình sẽ lắp đứng thế này. Rất là đẹp. Nếu khách hàng mà cần cái ánh sáng màu ba màu chẳng hạn, để mình có thể sử dụng được màu trắng, màu vàng và màu trung tính, thì mình có thể sử dụng và đặt cái mẫu này. Mẫu này nó ngắn hơn và giá nó cũng mềm hơn. Thì nó có ba màu kết hợp. Sử dụng công tắc là tắt bật thì sẽ đổi sang màu, từ trắng sang vàng sang trung tính, và sẽ quay về màu đầu tiên là màu trắng. Cái đèn này thì lắp đặt cực kỳ đơn giản. Khi lắp đặt mình sẽ lắp cái thanh ngang này trước, sau đó mình sẽ chốt hai cái vít hai bên này là xong. Đấy. Thì nó sẽ có phụ kiện, sẽ có cái bộ ốc vít đi kèm nhé. Đây, hai vít nở. Bộ ốc vít đi kèm. Thì ai có nhu cầu cần mua hàng hay cần tư vấn về đèn tường cũng như các loại đèn trong nhà khác như đèn âm trần, đèn ốp trần, đèn trang trí thì vui lòng liên hệ với đèn Hoàng Gia. Ở ngoài ra bên đèn Hoàng Gia còn có các loại đèn trang trí sân vườn như là đèn trụ cổng, đèn tường rào, đèn trụ sân vườn, đèn âm nước hồ coi, âm nước non bộ, hay các loại đèn chiếu cây, rọi cột, hát tường ngoài trời. Và các loại đèn công nghiệp. Ai có nhu cầu thì vui lòng liên hệ. Xin cảm ơn tất cả mọi người.